Giỏ rau tây này sao mà trái mê chưa nhà ơi. Đó lát nữa bà nông xã tới rồi, hai mấy trái mời bà nông xã mình ăn. Ồ, trái lủng lẳng cái thương gì đâu luôn. Nên cà chua này cũng chín rồi đó, cà chua Zebra ở nhà đó, cà chua ngựa vằn đó, giống ngựa vằn không cả nhà. Đây hai đậu trước cả nhà, đậu ve rồng đó. Rice and bean họ gọi vậy nha, mình dịch ra là đậu ve rồng, đậu rồng. Chả biết giờ mình trồng cái dãy chỗ này, bữa hôm mình gieo mà mình chuyển qua mấy anh kia để mình trồng cái bông cải, mai về cái bông cải nó lại thất bại, còn cái cây đậu này thì lại nó thành công đó. Bởi vậy không biết trước được cả nhà. Trời ơi, qua kia cả nhà thấy đỏ đỏ cà chua kìa, quá chừng cà chua luôn á. Để hái đậu trước rồi cái lát hái cà chua. Ngon lắm, bố cha, bữa hôm vô nhung xào một dĩa mà mình ăn hết sạch luôn. Ông xã anh còn cứ tém tém tém. Anh cứ bóc mút ông. Ông ăn từng buồn cười gì đâu. Anh nói ô ngon quá, ngon quá. Cái đậu này nó ngon dễ sợ, nó giòn, thiệt là giòn luôn. Ngon. Năm sau nhưng mà là mua cái loại à, còn hạt giống ở trong á, sang năm lại trồng tiếp chứ không cần mua. Mà thấy trên chị chủ có một cái loại lima, không phải lima, cái loại đó tên gì đó mà nói chung cũng có chữ lama gì đó, mà trời ơi trái quá chừng mà nó nhọn nhọn dài dài cũng rất là ngon luôn á. Mà đậu này cũng ngon, công nhận ở bên Mỹ nó có nhiều loại đậu ghê luôn á. Có loại đậu đỏ mà không năng suất bằng cái loại này, loại này mình thấy năng suất hơn này. Trái nhiều còn mới ngoài kia ra hái cho hết để vô xào được cây đầy dĩa nguyên một dãy này luôn rồi nha. Không biết có trái nào không mà mình thấy nó đang ra cả chùm chùm nè. Ui, công nhận nha, mùa này nó đậu đậu trái. Ủa, đây hai trái thiệt là to luôn. Wow, mê chưa nhỏ, cái đậu này nó to lắm mà. Nói chung là như vậy nó đang còn non chứ nó không già đâu nha cả nhà. Đậu này nè, đậu vua này ngon lắm. Mùa thu trái nhiều. Thấy nó đó, mùa thu nó đậu cả chùm luôn nè, mê không? Cây chuối của mình nè. Thương chưa, chắc lát nè. Tưới nước cho chị xìu lá rồi nè. Này em, năm ngoái nó nhiều, năm ngoái giờ này hái đầy rổ luôn, năm nay chưa, nó chậm hơn, chưa có hái mấy em bầu này cả nhà ơi, tủng tẳng lủng lẳng. Thôi để hái đậu trước đi nè. Một em ở đây, một em ở đây. Ủa nó leo ta, đậu này nó leo hả? Nó kêu đậu lùm mà sao leo ta? Trái đẹp ghê luôn á, tím đậm nha. Trái quá trời luôn. Non thì là non. Hết rồi. Rồi. Wow, cả nhà xem nè, mấy cái ớt của Nhung Hà bắt đầu chín đỏ rồi nè. Đó, đỏ rực 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 hết trơn rồi, quá chừng luôn nè. Ôi, màu màu đỏ lửa nhà ơi. Y bây giờ đi hái leo nha cả nhà ơi. À,
Dưa leo hay dưa leo trứng rồng. Ui rồi không sao. Rớt, tưởng nó bể chứ mà không sao bạn nhỏ, mừng ghê là mừng luôn. Ý, có trái này bự này, núp lùm, em này núp lùm đó. Ok, em này cũng ok. Trái đó chưa được. Đi qua Hàn Quốc hả? Ui, sao này hôm nay đụng gì rớt cái đó vậy ta? Lạ không? Này, này. Bên đây. Ồ, đây cái lùm này có một trái đó. Trong đây mình thấy một em nữa. Đây một em. Núp lùm cũng được mấy em trong đây ha. Trời ơi, cái em này đúng là núp lùm chưa? Bự thiệt là bự đó. Bự mà bự đèo. Trong đây một em nữa nè. Hết chưa? Hết rồi. Địa qua có cái bầu há, bầu giọt nước. Thôi hái đây đi. Đó, dễ hái. Vừa hái vừa leo trong đây, nãy thấy mấy trái vừa leo bự. Đây, ú, có trái bự này. Đó, em này cũng bự luôn. Đó. Ui. Ngày nào mình cũng đi tìm dưa leo hết trơn nhà ơi. Trái bao la vậy đó. Bên đây nữa nè. Con em ngoài đây. Đây. Rổ này chắc không đủ rồi. Thấy có vẻ nhiều quá nha. Đủ các loại dưa leo. Ôi, cái này cong như con rắn luôn nè. Cuối mùa nên là nó bị đèo. Wow, cả nhà xem trái bên đây nè, trái này với trái bên kia nè. Ôi trời ơi, đã chưa, thiệt là mê ly luôn. Vô em này nữa nè. Wow, cái trái này ngon thiệt là ngon luôn. Dưa leo Hàn Quốc cả nhà ơi. Hết chưa ta? Ồ, cứ núp lùm ngày được vài trái vậy cũng ngon hả nha. Nó chưa. Úi trời, trái này bự dữ. Một em. Thương chưa, kẹt này. Dưa leo chanh. Nãy giờ Nhung Hà thu hoạch được nhiêu đây nhà ơi đó. Thì bầu này vô đây cho các bạn ha. Bầu này với lại dưa leo à, thiếu màu đỏ, đi hái mấy trái cà chua hết cả nhà. Đi qua đây hái cà chua cả nhà ơi, quá chừng cà chua. Và nó rụng ta. Nó rụng, hai trái rụng. Quá một mẹt nhỏ nhỏ cà chua hết cả nhà. Chín nó trơn rồi nè. Cà chua nho ngon lắm. Ngọt quá. Ngọt tuyệt vời ăn mặt trời luôn. Thôi trong đây nó chín cả ổ luôn mà nhỏ. Cà chùm thấy mê chưa nè. Wow. Ngon quá. Ngọt. Trời ơi, xong nhận cà chua, nho nó ngọt mà giòn đấy.
Quá đoạn. Đây cà chua. Cà chua này tuyệt vời ông mặt trời luôn. Mình thích cái chua này nhất á. Trái chùm chùm như nho vậy đó. Đã ha cả nhà. Mê không? Hái trên đây được ta, trên đây cũng gần chín. Gần chín thì mình cắt bớt kìa, gọi là cắt bớt nước đó cả nhà, để cho nó mau chín cà chua, mà trái cà chua nó ngọt. Thế như thường là mình ngày tưới một lần, thì bây giờ mình hai ngày mình tưới một lần kiểu vậy nha. Cắt bớt nước, nước nhiều quá cái trái cà chua nó cũng nứt ra, nên là khi cà chua bắt đầu chín thì mình đừng có tưới nước nhiều nha cả nhà. Mình có hai ngày mình tưới lần. Ngày trước thì mình cứ ngày nào mình cũng tưới dầm về hết trơn á, giờ nó chín là mình tưới ít lại. Rồi ớt thì không sao, ớt thì ngày nào nhưng mà cũng tưới hết. Tuyệt vời không mọi nhà ơi. Đó, cà chua này là chỉ bầu viên Mỹ Tiệc Cuộc Sống Mỹ nè, tặng cho mình nó cả nhà. Ôi 4 cây luôn á, một cây nào cũng sai trái lắm. Đây nè, mình thấy nó nứt ra, nứt cái trái này nha. Mình cắt bớt nước nè. Ôi cái mẹt này vừa màu vàng, ý thiếu màu đen quá, hái màu đen. Đây cà chua đen cả nhà ơi. Đây nè, cái trái cà chua đen thấy mê không? Đã cả nhà ha. Cái chùm này mê không? Chính là nó hơi cam cam đó, đây nè, đó nó như vậy á, chín rồi. Wow, gió dữ ha. Trái này hơi chín nè. Trái này chưa. Ôi cái trái chùm cà chua này đã vậy đâu, cà chua đen rồi nha. Có ai trồng cà chua đen chưa? Nhung Hà năm nào cũng trồng hết trơn á. Đó, cái giống chị bầu viên Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng mình đó. Trời ơi, mấy năm nay đã Nhung Hà toàn là trồng cái loại cà chua đen này chứ. Mê ha cả nhà. Ôi, cái trái đẹp gì đâu luôn á rồi. Đó. Ôi, cái chùm bên đây mới mê nè. Ôi, chà, nó chín hết trơn rồi đó. Mà ít bữa nó mới hái. Nó chín mùi hơn chút xíu nè. Nhung Hà làm sốt. Rồi, thôi. Trái này chín rồi nè. Đó. Ủa, có màu đây. Ê, thiếu màu sô-cô-la. Đây màu sô-cô-la. Màu sô-cô-la cũng ngon, mà nó không có giòn. Còn ở cái cà chua mà ở đằng dưới cùng cà chua nho thì nó giòn. Trái bên đây còn bự hơn nữa nè nha. Này ra cả nhà xem, bự lắm. Ôi ôi. Đây nè, đẹp chưa. Trái cà chua bự thiệt là bự luôn. Mà nó bị gì rồi uống ha. Đó, đây. Hai em siêu to khổng lồ. Cà chua bự ghê không. Quá đã luôn à nhà ơi. Trái này tự nhiên nó bị gì chứ, mà cái trái này đẹp ghê luôn nè. Đại ca luôn. Trái này á, bỏ vô cắt ra ngon thì là ngon đó. Hai em bự nhất vườn Nhung Hà luôn. Về đội Nhung Hà nha. Đó. Sao nó bự dữ, mình không tưởng tượng là nó năm nay mà nó mình trồng được cà chua bự vậy luôn á cả nhà. Mà cây có một chút chứ mấy, cây có một đũng vậy đó. Này cà chua vàng nè, quá chừng tha hồ hái vậy nhà ơi. Mê ha. Chín hết trơn rồi. Hôm nay cái bà hàng xóm bà có cưa củi nên là hơi ồn á nhà ơi. Nhà thông cảm nha. Trái gì đâu mà mê, thiệt là mê. À, nó chín rồi nhà ơi. Đây nè, rớt lụm lên. Đây nè, đó. Ồ, mình hái không thôi, nó nứt cả nhà ơi, nó chín mình không hái là nó nứt. Nên là mình hái hết trơn. Úi, chặt cả chùm bên đây nè, mê chưa. Mấy cây con này nè, là mình nên hái đi để cho mấy cái trái này nó chín. Tại vì là giờ này sắp lạnh rồi, không có, nói chung là không có nuôi được những cái nhánh đó à nhà ơi. Trời ơi, chín vàng trên đây nè. Đó cả nhà thấy không, chín mà không kịp hái à, nứt vậy đó. Đã không?
Qua wow, nhà xem bên kia nó chín đỏ trơn rồi mà. Cái mớ bên kia chắc ngày mai á Nhung Hà đợi bạn qua hái. Còn bây giờ Nhung Hà qua hái cà chua sốt cả nhà ơi. Đây nè, mình vô làm nước sốt rồi đó. Ê, có cái mớ cà chua vàng này mình để mình đổi cho mình tặng bạn cô xã đi. Mình tặng nguyên một thùng, gọi là một thùng đổ cà chua vàng vô đây. Tặng bạn ông xã nguyên thùng mang về cả nhà ơi. Dưa leo gì tá lả, nói chung là đủ màu sắc ở trong đây. Hai anh đang nói chuyện. Thôi Nhung Hà đi hái tiếp đây cả nhà ơi. Đi hái cà chua đỏ mai để vô, nói chung là để vô trong nhà Nhung Hà làm nước sốt để dành mùa đông mình nấu. Nói chung là đủ tất cả các món của ông xã, món mễ rồi ô món Mỹ. Ôi trời, ảnh là ảnh rất thích món Mexico, mà món Mexico là có hay có cà chua lắm, nước sốt cà chua lắm, nên là làm một mớ nước sốt cà chua rồi bánh pizza cũng cần sốt cà chua, nên là mình trồng mấy cái loại này nè để ông xã mình làm món Mỹ gia năng. Ta nói mình không có biết làm mấy món đó, nhưng mà cũng phải lên mạng học á, tự vì chồng mình thích ăn á, mình cũng cũng lên nấu cho anh ăn á, chứ anh không thích ăn, anh không ăn được nhiều món châu Á. Anh thích ăn món Mexico, ngộ với đi qua Mexico ảnh còn anh ăn được, chứ Nhung Hà đâu có ăn được đâu. Chắc Nhung Hà hôm nay là thu hoạch được cả mẹt này luôn rồi nha. Mớ cà chua vàng tặng rồi. Đây cà chua đen này. Ôi trái ngon ha. Cái này cũng làm nước sốt được luôn. Quá chừng cà chua năm nay Nhung Hà trồng cà chua bao la cả nhà ơi. Chưa chín. Cái trái này chín rồi nè. Chín luôn. Đây nữa nè. Họ nói cà chua đen mà mình thấy khi nó chín nó cũng màu đỏ đỏ rồi nha, nên là làm nước sốt được luôn. Trồng đủ các loại. Nên cà chua gì hả? Cà chua vàng. Đây. Nó hơi trên cái đầu cũng hơi đen đen. Bên đây nè. Úi chào cả nhà xem đã chưa. Đó, cà chua gì mà mê không cả nhà. Cá gì xum xê quá đã luôn ha. Ôi, mê quá. Wow. Cà chua này cả nhà ơi, đó. Đá gì mà đã không? Có gì mà chín đá thiệt là đã luôn mà nhà, mê không? Cà chua gì ta? Cà chua Roma. Cà chua này cũng làm nước sốt rất là ngon. Đẹp quá trời quá trời, mê không? Nhất là cái chùm ở dưới đây mê dễ sợ chứ nào nha. Đã ha. Rớt luôn. Cái này ok. Cái này cà chua đen đó, cà chua đen. Bên đây là cà chua sốt nữa nè. Mình thấy bác hàng xóm bác có trồng cái loại này á. Cây mình thấy năm ngoái đó, cây mình mê. Tự bác làm nước sốt rồi cho mình thử. Ôi trời, mình mê quá. Năm nay nhất quyết mình phải trồng. Nên là năm nay mình trồng được mấy cây luôn. Ôi trời, nó mắc kẹt ở trong đây rồi cả nhà ơi. Đây. Đó. Có trái chín trong đây luôn. Nó mắc kẹt ở trong đây nha. Ô nó rớt ở đâu á. Mình thấy có cái rớt. Nghe cái tọng rồi rớt nguyên cả cái trái cà chua xanh rồi. Ô, trái này chín rồi nè. Mê quá, đi thôi cả nhà xem cái cây cà chua kìa. Nhà thấy cái cây cà chua mê chưa? Trái gì đâu mà lủng lẳng. Tủng tẳng, tủng tẳng. Đó. Wow. Ôi ôi.
công nhận thiệt là ghiền á, nhìn cái chùm cà chua ghiền á, là ghiền luôn. Đây đây, San Marzano, nó ở trên của nó vậy đó. Lao cái la ha. Đây nữa. Ui đây cả rổ luôn ở nhà, mê chưa? Chà. Wow, cả nhà ơi, cả nhà xem hôm nay Nhung Hà thu hoạch được nhiều cà chua không? Quá trời cà chua nhà ơi. Wow, nguyên một mẹ cà chua và bao quanh Nhung Hà là cà chua. Không biết có thấy mặt Nhung Hà luôn hay là cà chua nó nó núp mặt luôn Nhung Hà nhà. Quá wow, trời ơi, mê lạc vào rừng cà chua nhà ơi. Bà nông xã tới chơi cả nhà ơi. À, Nhung Hà tặng bà nông xã nguyên một rổ rau. Mình bỏ ra ngoài xe của ảnh rồi. Thôi bây giờ Nhung Hà đi qua đây hái một ít cái này cả nhà, gọi là gì ha, dưa hấu tí hon cả nhà ơi. Trái quá trời trái luôn đó, bao la luôn cả nhà ơi. Đó, một mớ bên đây nữa nè, quá chừng nó giòn cực kỳ, giờ giòn luôn. Ảnh lại cả nhà biết. Mình mượn, có nghĩa là ảnh có cái gọi là cái mạng trên không cả nhà. Cái ông xã mình ảnh mượn thử xem là nó có tải được video cho Nhung Hà ở nhà được không, mượn mấy bữa coi thử. Nếu mà thấy tải nhanh á thì ông xã mình ảnh order về cho Nhung Hà xài mạng trên không. Một tháng cũng hình như cả trăm mấy đô một tháng á. Rồi mình mua cái thiết bị cũng 500-600 đô đó. Ở trên đây nó mạng yếu quá, thử đủ các loại luôn. Nhưng mà hy vọng cái này được cả nhà ơi, hy vọng thôi. Từ nhà mình cũng trên núi nên nó cũng bắt sóng cũng hơi bị khó. Đây nè, ui trời, trái bên đây quá trời luôn, nhiều lắm cả nhà ơi. Bây giờ nó gọi là nó vàng lá hết trơn á, nhưng mà mới gọi là tuốt hết trơn lá này nó mới thấy trái rồi nhở. Nhưng mà hả, chuẩn bị cuối mùa rồi cũng không còn trái để hái, nhưng mà giờ còn trái thì cứ hái thôi nhở. Trái bự bự không hai, nhưng trái bự thôi, nó nhiều lắm. Đây nè, trái này bự nè, trái này cũng được nữa nè. Hai mấy trái ớt này bỏ vô ngăn đá thôi nó héo. Ớt ngọt ít bữa nữa Nhung Hà tới mùa đông á, rảnh làm video ăn á, làm nước mắm nữa nha. Cái này là ớt cay Hàn Quốc, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng không có cay đâu nha. Tại vì nó không có cay, như ý là không có cay thiệt là cay giống như ớt mình thôi, chứ nó cũng có vị cay the the sơ sơ vậy đó. Nhưng mà cái màu đẹp, mình bỏ vô nước mắm cho nó nổi màu lên đẹp đó nha. Đi qua mé ngoài tìm mé ngoài thì nó còn lá, ở trong thì mình hái lá trừ lũi hết trơn rồi, thì nó vàng ở nhà nên là mình hái hết trơn lá ra. Bây giờ còn hai cây này Nhung Hà cũng nhờ ông xã qua cắt luôn đó. Hai em cuối cùng rồi nhà ơi, đây nè, chắc nhổ lên luôn đi. Ôi dạ, bông cải trắng rồi nha. Xong rồi đi ra trồng xà lách vô đây rồi nha. Ui trời ơi, rễ của nó nè dữ dằn chưa. Hai em đó.
không có bự bằng chị chủ trồng ha, nhưng mà có ăn là được rồi cả nhà ơi. Quá trời luôn, mê không. Đó, được hai em đó. Thôi để mình rủ bớt đất cả nhà. Đây cả nhà ơi, được ba em á, một em màu trắng và một em màu vàng. Màu trắng bên đây đó, cũng được một bữa rồi đó cả nhà ha. Alo, chào cả nhà. Wow, cả nhà ơi, đây, ôi ôi, bắp của Nhung Hà nay chỗ nó thương gì đâu luôn á, trái nhiều lắm luôn cả nhà. Đây 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 đây, nói chung á là tới giờ được thu hoạch rồi cả nhà ơi. Năm nay bây giờ Nhung Hà mới được thu hoạch đây cả nhà ơi. Hà lứa trước thì bạn mình thu hoạch rồi, bây giờ lứa này Nhung Hà sẽ thu hoạch thôi cả nhà ơi. Thương ơi là thương mấy em bắp này. Wow, trái điểm qua cho cả nhà xem nè. Đây nè, đó đó đó. Ủa trời, cả nhà xem nè. Trái là ok, ok la là tút ra trên ngọn luôn cả nhà. Trái này nè, đó. Mê thiệt là mê luôn. Đây nè. Nói chung là đạt đạt thiệt là tiêu chuẩn luôn cả nhà. Đó. Trái này quá chừng đã luôn nè. U mê không cả nhà ơi. Đó, đây nữa nè. Nguyên cả dãy luôn, rất là chất lượng luôn. Năm nay công nhận Nhung Hà trồng cái dãy bắp này rất là ok luôn. Cả nhà xem trái đã chưa? Quá đã luôn. Thu hoạch bắp vô, luộc bắp ăn cả nhà ơi. Đó, xong đặng chắc mình trồng cải vô trong cái chỗ này. Em này chắc được một chút quá. Không sao, có mấy trái kia ngon. Đó, em nào được nhiều được cả nhà. Ôi trái này còn xanh ngon dữ à. Đã quá. Ui rồi, lát nữa mình để dành một mớ, để trong tủ lạnh một mớ cả nhà. Đây nè, cái em này ngon chưa nè. Rồi. Ô, cái này chưa thua. Ô, cái trái này ngon chưa. Wow, mê ly luôn cả nhà ơi. Quá đã luôn, hôm nay được thu hoạch bắp thiệt là đã. Thu hoạch hết luôn cả nhà ơi. Được cái gì thì được, tụi mình muốn dẹp cái này để mình trồng thứ khác cho mùa thu. Bắp này bắp gì mà trái nhỏ nhỏ cứng đâu. Mình trồng lẫn lộn bắp nếp vô đây nữa mà không biết có trái bắp nếp nào không. Ôi mê quá. Ôi trái bắp này đã thì là đã luôn, nó đều ghê luôn á. Trái này nó lên tút ở trên đây luôn rồi nhà, thấy mê chưa. Đã ha, mình rung á, mình rung cả cái phấn nó xuống á, sáng nào phải trưa chứ. Mình thấy buổi trưa là nhiều phấn nhất á, buổi sáng nó còn ướt nó không thấy phấn. Buổi trưa thiệt là nhiều phấn, mình rung 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 thế là có bắp. Đã thiệt là đã luôn. Đẻ bắp thiệt là thích cả nhà ơi. Trái này còn xanh mướt mướt luôn. Đó. Em đây nè. Quá chừng đã cả nhà ơi. Đi đẻ bắp với Nhung Hà không cả nhà ơi. Qua cái em này đã chưa. Đó. Mê ly không cả nhà. Cái trái bên đây mình bẻ nốt luôn cả nhà ơi. Còn nguyên cả dãy bắp thiệt là đã luôn cả nhà ơi. Được mấy em bắp không biết nữa, để đếm coi. Được mấy em bắp nha cả nhà ơi. Ôi, đi lụm để đếm đếm được mấy trái nha. 3 4 5 6. À không, đếm sao mà hay dữ. 4 với 3 là 7. 9 10. Cái này 3 trái là 13. 14 15. 16, 17, 18.
ta, trời ơi, được mấy chục cây bắp luôn hết ta. 18 rồi, 19, 20. Được 20 rồi đó. 20, 22, 24, 25 rồi đó cả nhà. Úi chà, chà chà, quá đã bắp luôn. 25, 26. Chắc cũng được hơn 30 cái rồi nè. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 trái bắp luôn. Dữ dằn. Wow, có trái này nữa. Trái này chắc không có gì đó. Trời ơi, dữ dằn thiệt. Nhà ơi, được 2 rổ bắp luôn. Dữ dằn không? Ui, quá đã luôn. Trời ơi, đầu mùa tới cuối mùa ta nói thu hoạch được cái mấy bắp này quá đã luôn mà nhà ơi, xem nè. Đó, wow. Trái bắp thấy mê không cả nhà ơi? Nó quá trình đã luôn ha. Dỡ hết cho bà nhà xem nè. Trái này cũng tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Trời quá. Trái này quá chừng đều luôn nè. Đều quá đã luôn. Wow, mê không? Mê không cả nhà ơi? Đó. Công nhận đó, năm nay bắp của Nhung Hà thiệt là chất lượng luôn. Em này cũng không thua kém ha. Và chuyến này thấy mình thấy bắp chất lượng hơn là chuyến trước đó cả nhà ơi. Trái nào trái nấy rất là ngon. Đây nữa này cả nhà. Ui, quá mê luôn. Này nữa này cả nhà. Đúng là đều như bắp luôn trời. Quá. Quá mê, quá mê. Mình thích cái loại mà vừa trắng vừa vàng như này nè. Vừa dẻo mà nó vừa ngọt ngon. Em này nó đều quá, nó nở đầy hết trơn luôn, nó tách ra luôn rồi nha. Quá trình đã luôn. Mê quá, lột. Trời ơi, cái trái này thiệt là ngon. Dài thiệt là dài luôn. Đều thiệt là đều. Gọn bưng à. Đó, trái bắp đã ha. Lột bắp đã thiệt luôn. Còn mấy trái này mình lột cho hết luôn nhé cả nhà ơi. Đó. Là 3-4 tháng trời á, Nhung Hà trồng mới được mấy trái bắp đây cả nhà ơi. Ngon. Đi qua đây Nhung Hà thu hoạch trái bầu hồ lô nè. Ui trời, cái trái bầu hồ lô này nó bự dữ lắm luôn rồi đó cả nhà ơi. To ơi to rồi. Còn phải thu cả nhà ơi. Đây nè. Ôi rồi xong, bay luôn cái cành kia rồi. Ôi à, trời ơi, không sao. À, cũng được nguyên cái cuốn, mình tính thu hoạch cái cuốn mà về. Rồi, em này. Đi qua mấy anh đây Nhung Hà hái mấy trái bầu đâu rồi ha. Bầu đâu rồi, cái trái bự bự nãy Nhung Hà mới thấy đâu. Ôi, đây có một trái bự nữa này. Ui cha, ui. Đây cả nhà ơi, có một trái thiệt là bự ở đây nữa. Cái bầu này nó sao mà nó màu lớn dữ dằn luôn cả nhà ơi. Wow. Mới đây mà sao nó màu lớn dữ ta. Rồi. Được cái bầu cho cái cuốn nó siêu dài luôn cả nhà ơi, đã chưa? À, hey. Có cuốn đàng hoàng như cả nhà. Có trái bự đâu rồi ta? Nãy trái này rồi còn một trái bự nữa cơ. À đây 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 cả nhà ơi. Đây đây đây, đây đây. À nó, trời trái này bự hơn trái nãy luôn cả nhà. Đây đây đây, để máy xuống nha. Đó. Đây. Bự thiệt là bự luôn nha. Rồi, được các cuốn đàng hoàng luôn, hai trái đều có cuốn đàng hoàng nha. Đây. Lộng tủng tẳng toàn ten cái thương không cả nhà ơi. Đó, hai em bầu. Quá. Trái dài chưa? Công nhận. Cái giống này của chị Hiếu Phạm Cuộc Sống Mỹ tặng Nhung Hà này. Công nhận sang năm Nhung Hà lại tại con hạt giống rồi nha, mình lại gieo tiếp mình trồng rồi nha. Nó rất là năng suất mà cái trái mướp, à cái trái bầu nó rất là nặng đặc ruột, ngon cực kỳ luôn rồi nhà ơi, ngon lắm. Ui da, thịt nhiều lắm. Ơ hết rồi á. Ê chỗ này có mỗi hai trái thôi rồi nhà ơi.
Mình phải hái khi mà khi bầu nó lớn cỡ này á là mình hái đi. Không hái là nó có tập trung nó nuôi cái trái này không, cái mấy cái trái nhỏ mà mình thụ phấn á, nó lại rụng cả nhà, nên là khi mình thấy cái cỡ này là mình thu hết trơn để mấy cái trái kia nó mau lớn cả nhà. Nên là mình có bầu năm nay chắc Nhung Hà chắc mấy trăm trái bầu á, mình hái không biết là bao nhiêu bầu luôn á, bầu rất là nhiều luôn cả nhà, gọi là năng suất bội thu năm nay, bầu ơi là bầu. Mà Nhung Hà lại không có bầu, trồng bầu nhiều mà là Nhung Hà không có bầu à nhà ơi. Và cả nhà xem nè, cùng một giống bầu, cùng một cây bầu, cùng một người, nói chung là một một mẹ đó mà nó khác nhau ghê. Tự nhiên cái mình ngẫm nghĩ lại giống như mấy chị em mình ghê. Một đứa thiệt là cao, một đứa thiệt là đen, một đứa thiệt là nói chung là cùng một mẹ cả nhà. Mà mình thấy cái bầu cũng y chang luôn kìa nè. Đó. Trái thiệt dài nằm này là Nhung Hà này, đẹp ngát nhất nè đó. Còn mấy này là em trai mình nè, em gái mình, còn mình là đẹp ngắt ở dưới đây nè đó. Đó, đi qua thu hoạch à, mướp hề ru rồi nhà ơi nè, muốn chờ mướp hề ru. Nhung Hà chắc có hái cà rộ nữa chứ coi, trái mê lắm luôn, là mê luôn nha nhà. Đây nè, ta nói hả, vô dồn thịt á, ui chà, bữa hôm mình dồn được nguyên một cái nồi thịt. À, giống như mình dồn, giống như dồn khổ qua vậy nha. Ui trời nó ngon. Xào cũng ngon, dồi thịt cũng ngon. Cái này thì nhồi được ít à, chứ không có nhồi được nhiều à nha. Khổ qua thì mình nhồi thịt được nhiều, còn cái này thì mình những lựa những cái trái bự bự thôi thì mình nhồi vô được. Còn mấy trái nhỏ nhỏ thì mình chỉ xào thôi. Nhưng cái trái này là nhồi được nè. Đó, cắt ra, chẻ ra đường vậy nè, mình nhồi thịt vô. Đấy, lấy hết hạt ở bên trong á rồi mình nhồi vô, ngon nha, ngọt cực kỳ luôn á, ngon hơn cả khổ qua luôn á nha, cực kỳ ngon luôn. Cái này mà có em luyến ở đây em mê lắm, em thích cái này lắm. Bây giờ bạn mình ở xa quá chứ ở gần đây, Nhung Hà chạy qua đưa cho bạn mình ăn. Tự nhiều một số loại người Mỹ họ không biết đường ăn, có mình Nhung Hà ăn không có xuể à nhà ơi, ăn không hết. Mình cũng có đóng hũ một mớ rồi đó, nhưng mà nhiều quá. Nhà xem vườn nó mình hái là ngày nào Nhung Hà cũng có video hái trơn á, mà cất thì cất cũng một ít thôi chứ cũng không cất được nhiều. Nên là ngày mai chắc ngày cái này thì mình sợ tặng food bank á, họ không biết đường ăn rồi họ giục mình tiếc, tự mình trồng nó tại là lạ, nhiều cái họ đâu biết đường ăn đâu, như dưa leo rồi bí ngòi đồ đó, xà lách đồ này nọ thì họ còn biết đường ăn nhá, còn cái này mình sợ không, họ không biết. Nên là mấy cái trái lạ lạ thì Nhung Hà giữ mình ăn thôi. Với lại anh chị em người Việt, bạn Việt của mình á biết ăn thì mình mới chừa lại thôi, chứ còn không thì mình giữ mình xào. Trái non là xào nguyên trái luôn á. À, họ gọi là mướp bao tử vậy đó nhà ơi. Mà mình hái gì mà hái hoài luôn, mà nó cứ ra hoài luôn à nhà ơi. Cái trái này giống thạch xanh ghê á, nó còn sai trái hơn cả dưa leo nữa. Thường thường dưa leo là mình nói nó trái hoài cuối mùa ha. Bây giờ cái trái này còn hơn cả dưa leo nữa cả nhà. Mướp này đó. Trái gì đó mà má mê dữ dằn luôn á. Mà có mấy cây chứ mấy à nhà ơi, có 4 5 cây gì chứ mấy. Mình đâu có trồng nhiều đâu. Mà úi trời. Trái thôi bao la. Như trái này là cái hạt ở bên trong mình giữ được giống nè. Cái hạt màu đen là giữ được. Cho mình để cho nó già trên cây thì nó lại hút hết cái năng lượng của cái trái khác, lại không có cây nó vàng lắm. Nên là mình hái trơn, ra trái nào mình hái hết để cho nó năng lượng nó ra trái khác, mình lại hái tiếp. Nhiều quá. Trời ơi, đúng là đầy rổ này luôn. Đây nè cả nhà, đây nè. Đây nè. Đây nữa nè. Trái bự. Là mình chỉ hái trái bự thôi đó. Trái nhỏ mình không hái. Hái trái nhỏ luôn á chắc là
quá chừng luôn. Đây cả nhà ơi, trời, trái mướp Peru đây nè. Ui trời, nó ngon, nó non đã chứ cả nhà ơi nè. Quá trời, nguyên một bàn tay của Nhung Hà đây nè. À, chắc hôm nay Nhung Hà sẽ thu hoạch một ít củ cải này cả nhà để mình muối nè. À, trời ơi, cà trắng trắng bên kia thấy mê không? Này giống như ớt chuông, ăn giống ớt chuông vậy đó. Gần nói chung gần đông đá rồi nên là thôi bây giờ mình đi hái. Chấm thôi nó hư. Tới lúc mà nó đông đá là cây mình nó cũng không còn gì trơn á. Nên nó đang còn tươi ngon mình hái cho mọi người. Đó, ăn ớt này cũng y như ớt chuông xanh vậy đó. Mình hái tươi ngon luôn. Hôm nay là giống như là hái là đi tặng liền á, trái cây nó tươi. Nên là mình đáng nhẽ là mình hái ngày hôm qua. Nhưng mà mình suy nghĩ thôi, chịu khó dậy sớm đi rồi hái rồi mang tặng mọi người cho nó tươi. Tự vì ăn tươi ngon vẫn thích hơn và ngon hơn là nhà. Rồi mọi người cũng có tủ lạnh đó, họ bỏ vô. Bên đây thì ai cũng có tủ lạnh hết trơn á, thì họ bỏ vô tủ lạnh họ ăn từ từ, hoặc là họ muối họ ăn kiểu vậy nha. Nhà mình ba cái tủ lạnh, trời ơi, tại vì ở trên núi phải có nhiều tủ lạnh để chứa đồ rồi nha. Tại vì là không có chứa đồ là nhà xa cả nhà, không có đi được chợ thường xuyên, nhổ cây luôn. Xong mình nhổ cây luôn, dẹp dọn cây, dẹp dọn vườn, cứ sắp đông đá rồi. Này là ớt ớt chuối rồi nha, ớt chuối là ớt ngọt á, ngon lắm. Nhìn nó tươi vậy đó, mà nó đông đá xuống cái là đi toi luôn cái cây, tội nghiệp lắm rồi nha. Nên là hái là nhổ luôn. Ít hôm nữa nó lạnh mà đông đá rồi. Đang còn tươi, tẻm cho nó ngon. À, không có chín kịp đâu bạn nha. Tuy là lạnh đó. Cái này trồng sau nên chín không kịp, chứ còn cái cây mà Nhung Hà trồng mấy thằng kia á thì là nó chín kịp rồi. Có mấy trái hườm hườm nè, trong mấy trái này hườm hườm là ngọt dữ lắm luôn á. Là ok nhất luôn nè. Đã ha. Trời trái ngon ghê luôn ha. Này là ớt triệu ngọt, ớt bác hàng xóm hay trồng đó bạn nha. Mình trồng nguyên dãy mấy thằng kia luôn. Tèm hết mấy cây xanh xanh này luôn nè. Hái hết rồi nhổ cây luôn, dọn vườn rồi nha. Khổ lắm, tới mùa này rồi là nhìn tiếc dữ lắm, cây còn đang đẹp tiếc dữ lắm nhưng mà biết sao được cả nhà. Mình trồng này cũng nhờ thời tiết mà. Rồi. Ngon hết cả nhà. Mình đóng hũ rất là nhiều rồi mà mình cũng không có ăn ớt nhiều á, mình muối chừng không phải muối mà giống như mình nấu chín á. Đắp hũ á, cũng mười mấy hũ rồi, đủ cho mùa đông mình làm đồ ăn trong xã rồi. Nên là thôi, mình đi tặng nhưng mình cũng không có mình thì không có ăn muối nhiều, mình chỉ đắp hũ để làm đồ ăn thôi. Hái thêm cây này nó được rồi ha.
sau á mình sẽ hái nhiều thêm, hái mỗi thương ít vậy đó. Năm nay thì mình đi tặng từ thiện ít là tại vì mình cũng muối cho bản thân mình một mớ, rồi đóng hũ một mớ, rồi tặng bạn một mớ, nên là năm nay mình ít xuống thăm mọi người với đó. Cái lại năm nay cũng không có bội thu bí ngòi nhiều như năm ngoái. Năm ngoái Nhung Hà có bí ngòi rất là nhiều luôn. Năm nay mình không có bí ngòi bao nhiêu hết trơn nên là mình cũng ít hái hơn. Cà chua mới đó lại chín nữa rồi. Để hái mớ cà chua tặng mọi người nè. Cà chua bia Nhung Hà nhiều lắm. Mình chỉ giữ lại cà chua lớn để mình làm nước sốt thôi. Còn cà chua ăn sống salad này thì mình tặng mọi người ăn. Buổi sáng cái trái nó lạnh ơi lạnh nè nha. Ít hôm nữa là lạnh hơn một cái là coi như trái cà chua này đã nứt. Nó nứt ra thấy ghê lắm. Còn bây giờ đẹp á cả nhà. Tranh thủ hái nè. Hai rổ cà chua nữa, hai rổ ớt, hái cà chua. Ở trong có một mớ dưa leo chị chủ chỉ tặng ngày hôm qua, mình mang đi xuống mình tặng mọi người luôn. Có dưa leo nè, có cà chua và có ớt, hôm nay mình tặng cô chú anh chị Phước Bang. Nói chứ bên đây cũng có một nói chung là cũng có nhiều người rất là khó khăn à nhà. Rồi vừa rồi Covid đó mọi người không có việc làm á. Bây giờ thì cũng đã trở lại làm hết trơn rồi. Nhưng mà một số giống như là các cụ rồi lớn tuổi á, không có đi làm được á nhà. Rồi mọi người cũng tới đó họ lấy đồ ăn về ăn. Ai có gì cho ở đó. Mình thì có đồ ăn rau củ mình tặng mọi người. Ví dụ họ mà có cái gì mà giống như muối đóng hũ, thịt cá hay là gì đó, người ta cũng lại cho, kiểu vậy hết nhà. Đó, tùy theo. Ví dụ nhà ai mà có trái cây nhiều á, họ cũng mang lại cho, kiểu vậy. Quá trời, trong đây chín nghe, nhiều mê chưa. Công nhận năm nay là Nhung Hà cũng hái được nhiều dữ lắm luôn á cả nhà. Cái đùm này nè, mình hái chắc cũng cho chục lận á. Chục không cả nhà, chắc hơn á. Chín nhiều chứ. Năm nay gần hết cà chua hái. Nói chung là nó xuống cái cùi ở dưới luôn rồi đó. Nó một chùm dài mà còn có mấy quả lèo tèo mới đây là mình hái cũng được nhiều dữ lắm á. Cái chung này là hết luôn nè. Giỏi chưa? Vậy là năm nay mình hái được cà chua chín nhiều á. Năm ngoái là còn cả chùm xanh luôn á. Năm nay mình hái gần hết luôn. Vậy chín gần hết luôn. Đã. Ồ, đây cả chùm như vậy luôn. Wow, wow. Mê chưa? Đã thiệt chính nè, cà chùm luôn, bằng tay luôn, luồn vô đây nè. Còn cả cuốn luôn nè. Quá đẹp quá, đã ghê không. Này giống đăng ở tủ lạnh luôn vậy đó. Trái nó thiệt là ngon. Mê ha cả nhà ơi. Mình rất là thích cà chua. Nó ra chùm chùm giống vậy. Nhà biết sao không? Nhìn nó đẹp quá cả nhà.
chứ mình có ăn mấy đâu, mình toàn mang đi cho. Mọi người rất là thích cái trái cà chua này, tự vì họ làm salad này nha. Ở bên đây họ ăn salad nhiều lắm, họ bỏ vô salad họ ăn. Còn cà chua sốt thì họ là mua cái trái dài á, cho này chỉ dành ăn sống thôi. Cho, hoặc là nấu bún rêu á, mình thì mình hay nấu bún rêu với lại cái cà chua này, tại vì là nó nguyên cái trái nhỏ nhỏ, cái lúc mình cắn ngay cái bụp, nghe nó nói chung là rất là thích với lại nấu bún rêu với cà chua nhỏ nhỏ này. Rồi, được cả mớ luôn cả nhà, mê chưa? Nó rụng xuống dưới kìa, rất là nhiều luôn á. Mà cái này khi nó chín nó đỏ chưa, cà chua đen rồi nha, khi nó chưa chín nó đen thui ha, khi nó chín thì nó cũng màu đỏ cả nhà, ngon không? Chùm đỏ rồi. Bữa này là tôi dành làm nước sốt nè. Làm nước sốt mì ý dông xả mình đó. Nha. Nó đen cả nhà, mà nó lạnh á, buổi sáng coi nè cả nhà. Thương ha. Trái mê chưa? Rồi, mình rất là thích cà chua đen luôn cả nhà. Đây nè, trái thấy mè không? Mình thích cái loại này nè, tại vì nó đậm đen đó. Để lại vài trái đặng mà làm giống cho sang năm cả nhà. Trời ơi, trái mè ha. Đây nè. À, cà chua đen cưng gì đâu luôn cả nhà ha. Đó. Chùm trái đen đây nè. Trái cà chùm cà chùm đã. Đây là chùm ăn sao chín đó nè. Có nhiều trái mọi người ăn. Lần đầu tiên thấy nó lạ. Cái hỏi cả cái chị mà mình hay nhắn tin đó, cái loại này là loại gì? Nhiều người không biết cái trái cà chua đen á, nhìn lạ đó. Trời ơi, cà rổ đã chứ cả nhà ơi. Wow, thương hả? Bên đây có mấy trái cà chua, mấy anh đây hái hết luôn nha. Đổi màu đó mình hái luôn đó. Cả nhà thấy nó lạnh đó. Cây cà chua nó thảm thương chưa, đen hết lá rồi đó, nhưng mà may không sao, trái cà chua không bị gì. Nào chưa, nó sô cô la như vậy là nó chín nó đừng. À da, đau. Có mấy trái cam chín luôn nè. Rồi đây cho. Ôi, đẹp không cả nhà ơi, đủ màu sắc luôn ha. Wow, bên đây có mấy trái chín, thì là chín luôn rồi nhà ơi. Đây cà chua là của chị bầu Viên Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng mình nè. Đó, bây giờ mình lại đi tặng mượn mượn hoa kính Phật cả nhà. Phải gọi vậy không? Chị tặng mình, bây giờ mình lại đi tặng cô chú anh chị Phước Bang. Mình thích đó, mình trồng. Xong rồi cái mình hái mình đi tặng. Xà được luôn đó, rất là ngon. Nhưng mà mình hôm nay mình không có làm. Hôm nay mình đi tặng hết. Cái rổ này mình tặng hết. Đó, đủ màu sắc rất là đẹp luôn. Nó rụng một mớ vậy, nó chín quá.
nó chùm chùm me quá. Chừng nào nó mới chín mấy cái chùm này ta? Hai mấy cái trái chín này cho nó năng lượng hết trung. Chín mấy cái trái mấy anh đây. Wow, tuyệt vời, ông mặt trời chứ cả nhà ơi. Đây, wow, công nhận thấy cái mẹt nó đẹp quá, đủ màu sắc quá, làm trong thumbnail với cả nhà. 1, 2, 3. Nhà ơi, qua cả nhà xem nè, ớt đầu chín rồi cả nhà. Mấy hôm nay trời nắng quá trời luôn. Cái làm như á, ấm á, ớt nó chín cả nhà ơi. Thấy là đỏ đỏ rồi nè. Thì cái giống này là bác hàng xóm, bác hay trồng đó cả nhà. Nay hôm nay mình trồng nguyên một dãy 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây cả nhà ơi, 6 cây ớt luôn. Wow, trời trái gì mê quá trời luôn cả nhà. Đây nè, em quay cho nhà xem. Có năm nào bác cũng mua dùng Nhung Hà cái loại này nè. Trời ơi, trái xung xuê luôn cả nhà ơi, chín nó đỏ. Ăn ngọt lắm, đã lắm cả nhà ơi. Đây nè, à, trái cây nào cũng xung xuê hết trơn á. Đây nè, trời ơi, hai cái cây này cũng đã chưa. Rồi bây giờ mình ươm một mớ xà lách, để lát nữa Nhung Hà sẽ bứng xà lách ra, bỏ vô từng ô một cho cây nó lớn chút xíu rồi mình trồng cho mùa thu đó cả nhà. Đó, mấy cây dưa leo này nó tỉnh lại đó, hồi nãy ngoẻo tại vì hôm nay nóng quá chừng luôn cả nhà. Dưa leo rồng rồi, dưa leo trứng rồng rồi tùm lum hết trơn dưa leo cả nhà. Các bạn hỏi cây sung của Nhung Hà sao rồi? Nói chung là bữa hôm cũng có nhiều trái lắm mà mình ngắt bớt đi để cho hai cái trái này ra, không biết là nó có kịp chín để mình ăn thử hay không, nhưng mà mình thấy là hai trái này bự nhất nên mình chừa lại đó cả nhà ơi. Đại ca mình đang rửa xe mấy anh kia. Tối ngày giỡn vậy đó cả nhà ơi, chịu nổi ông không? Thôi chạy. Khỏe nhà, giống mới hôm nay được thu hoạch rồi cả nhà. Đây em bầu tí hon ha. Đây nhà ơi, trái con chút vậy thôi cả nhà ơi, nó không có lớn nữa đâu, nó bay lớn vậy đó, nó con chút vậy thôi đó, gọi là bầu tí hon này nha, thương không. Wow, đó. Rồi bây giờ là trời, có dài dữ hả, cái này khó hái dữ á. Hái một mớ ẩn vô. Wow, cái này tưởng chỉ gì dễ hái mà ai dạng khó hái. Dễ hả? Hái ăn vô mình xào ha, mình xào ăn thử coi nhà ơi, để xem nó còn ra lứa nào nữa không. Ôi ơi sao hả, hai em ha, đâu được bốn em rồi đó cả nhà ơi, nó con chút vậy đó, bởi người ta gọi là bầu tí hon đó cả nhà ơi. Năm nay Nhung Hà nhiều giống ghê luôn. Đây con em nè. Rồi xong. Đâu rồi? Tóm nó rồi cả nhà ơi. Tìm ra chỉ rồi này. Đó, cái này là bự nhất rồi đó cả nhà ơi. Không có bự nữa đâu, nó có bé lớn vậy đó. Đây có trái nữa nè. Rồi hái vậy đi, mình cũng vô xào thôi mà, hái cho nó dễ. Đây, hấp chưa? Đây được à, hai em bên đây nữa nè. Lại rớt nữa. Và nhiêu đây cũng được bữa của Nhung Hà rồi đó cả nhà ơi. Ôi thương không cả nhà ơi, thu hoạch được có mấy trái thôi mà nhìn rất là quý luôn cả nhà, dễ thương luôn, để mình ăn thử lứa đầu tiên, xong cái lứa thứ hai ấy, mình sẽ nói mùi vị cho cả nhà xem nha. Đó, thương không cả nhà ơi. Mình qua bên đây mình rủ cả nhà đi thu hoạch cái trái bầu này cả nhà ơi, nó siêu to khổng lồ, nó núp lùm, bữa giờ Nhung Hà mới thấy nè, mới phát hiện ra, gác chỉ lên đây đây đó. Wow, trời qua đó cả nhà xem đã chưa. Ôi ôi, nó siêu to luôn cả nhà, mê không? Đó, ôi, nó núp trong lá đâu thấy cả nhà, nên nó chà bá luôn. Đó, cái em này hồi nó núp nữa nè. Đó, bỏ lên đây đi. Còn cái nào vạch lá tìm bá luôn nè. Đây đây cả nhà, trái bầu mê chưa cả nhà ơi? Ôi, đá gì đâu luôn á. Rồi, hái nguyên cái dây luôn nha cả nhà. Đã chưa?
Trái bầu siêu to. Đó, trời ơi, trời, dưa hấu tí hon quá trời luôn nè. Trái bự 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 không nè. Mê chợ nhậu. Cái cây này là cây lọng lọi lại nè. Đó. Ôi ôi, để dành đó. Mà cho bạn mình đó cả nhà. Mà bây giờ thôi trồng em vô trong cái chậu này đỡ đi. Đó, sang năm cái bạn mình có chỗ thì mình ươm cho bạn mình vài cây. Đó. Quá chừng trái luôn. Cái này mà cứ trống thêm mấy cái cây nó còn leo nữa rồi nha. Đã lắm. Trái mê ơi mê luôn. Wow, nhà nhìn mê chưa? Trái này, đó, dưa hấu tí hòn nó cả nhà. Đã chưa? Ừ. Nhìn giống như trái dưa hấu thu nhỏ chưa cả nhà ơi. Cây này chắc cũng được một vài nắm tay thôi, không có nhiều. Tụi là mình cho nó leo ít nè, chắc mình ra mình cắt thêm mấy cái sào nữa cho nó leo quá cả nhà ơi. Tụi là tính trồng sơ sơ thôi, tại sợ không kịp mùa đó. Còn bên kia thì Nhung Hà giăng cho nó ra quá trời luôn. Trời ơi, khổ qua của Nhung Hà này bự chưa? Mà mình đợi cho nó bự chút xíu là lắng lá một chút nữa. Trời ơi, trái mê chưa cả nhà ơi. Đây nè, bốn trái đằng sau kia cũng bốn trái nữa cả nhà. Đó, cũng được nồi canh khổ qua. Mê ơi, mê. Đó, bốn em cả nhà. Ô, đây có em nữa nè. Đó, mê chưa nha. Ô, cái này trắng hả ta? Năm nay mình đâu có trồng trắng đâu mà nó ra trắng nè. Hái mấy trái nữa đi hái cái khác nha cả nhà. Ngày nào cũng rủ cả nhà đi thu hoạch hết trơn á. Vui cả nhà ơi. Hái mấy trái bự bự nè. Ôi ôi, nó mê gì đâu. Cái này hả? Rổ luôn nè. Hái chừng vài nắm rồi vô làm salad trồng xả mình ăn. Nó cứ dăng dăng trái đầy như thế này nha. Đó. Đó, cả nắm nữa rồi đó. Nhiều lắm. Banh ra là thấy chị cả đống luôn đó nha. Đây nè. Nó dăng tới đâu là nó có trái tới đó rồi nha. Cả nùi ở trong đây nè. Đó. Đã gì đâu cả nhà ơi. Trái này lủng lẳng. Bào là úi trời. Ui trời ơi. Cả nùi đây cả nhà ơi. Đó. Trái gì mê không? Đã gì đâu. Chưa chín con đợi mẹ chút. Hả? Hả? Ice cream còn hả? Còn thì ăn đi. Gió. Mẹ đâu biết. Còn nhiều không? Còn ít thì ăn. Còn nhiều thì phải ăn ít thôi chứ trụ. Ăn nhiều đường quá đâu có tốt. Ôi. Phải banh chỉ ra như vậy nè mới thấy được trái nè cả nhà, thấy không? Chỉ cứ cả nùi như vậy nó cứ dăng tới đâu rồi cái nó lại ra bông á, ra bông xong nó kết trái rồi nó thành ra nó nằm ngay cái nùi vậy luôn. Trái gì đâu đã. Ô, nãy giờ được mở rồi đó nha. Wow, đây nó nè. Cái trái này ngày nào hái cũng có hết trơn. Từ cái trái này bự thì cái kia cũng bự. Mình hái đi là cái trái nhỏ nhỏ là nó bự nhanh lắm. Ừ.
giòn hả? Hơi chua chua. Thôi hái được nhiêu đây là nhà ơi. Đi hái khác cho. Đi qua tìm dưa leo trứng hái cả nhà ơi. Cái đấy đấy con trái trứng nè. Đó, dưa leo trứng rồng. À. Ồ, đây có hai trái nữa nè. À. Cưng chưa nha. Trời, cái dưa leo này đã lắm cả nhà ơi, ăn ngon lắm. Ok em. Ê, đây, đây con cái trứng rồng nữa. Bên đây một trái nữa nè. Đây trái trứng rồng nữa. Wow, hôm nay được mấy trái trứng rồng luôn. Ồ, đây nữa nè. À. Dưa leo cáo xanh là giống vậy nè cả nhà. Đó, khi nó rứng dậy màu xanh này là được rồi đó. Đó, trái giống vậy đó. Còn dưa leo trứng rồng là dưa leo trắng này. Y như trái trứng á. Người ta gọi là dưa leo trứng rồng. Đó, trái này nè. Đó. Trời ơi, ăn trái này no luôn rồi nhà ơi, nó giòn mà ngon lắm, nhiều nước cực kỳ luôn. Rất là ngon luôn. Rồi, được mỡ dưa leo với là dưa hấu tí hon. Bỏ qua đây đi ha. Tìm dưa leo. Cái dãy này có trái mình hái nha. À, đây nè. Này là dưa leo chanh nè. Hồi nãy nó héo tội nghiệp lắm, nay nó bắt đầu tỉnh lại đó. Nãy nó buồn nó ngủ luôn á. Unu unằng à. Đã ha. Đây nè. Trái này ok. Ở bên đây là dưa leo Hàn Quốc chưa có chín, có trái nào. Ok, đang lụm luôn. Ừ. Trái này. Wow, đi ra vườn thấy cái trái này quá. Wow. Nó bự là bự luôn rồi cả nhà ơi, đây này, đó. Bầu hồ lô ạ nhà ơi. Sao hái đây. Ôi thôi, này. Ôi mày, mày có chuyện rớt cái máy này nhà ơi. Đó, rồi. Wow, hôm nay Nhung à hái được cái cuốn bằng tay luôn á cả nhà. Wow, cái trái nó bự siêu to khổng lồ luôn trời. À, đằng sau kia có trái bự nữa cả nhà ơi, hái trái này luôn nè. Rồi cũng được hai trái nè nhà ơi, mà ngộ chưa, trái này là giống như giọt nước nè, trái này là mày giống bầu thiên nga nè cả nhà. Ôi ôi, hai trái thương chưa. Bỏ vô cái rổ luôn. Có trái nào bự nữa không? Ôi, không có trái nào bự được, hai trái nào bự à. Rồi đi tìm dưa leo trong vườn xem có trái không cả nhà ơi. Ui chao, có một trái bự chưa. À. Hai trái bự hết cả nhà ha. À, em là ok nè. À. Cho nó bự chút nữa. Wow, chỗ trái này siêu to luôn cả nhà. Đã chưa? Wow. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đây trái nữa. Chứ con mắt luôn mà không thấy nè. Ồ, có em này đã chưa nha. À, em này nữa nè. Ủa, nó hay núp lùm rồi nhờ. Trong trái chị hay siêu núp lùm luôn. Đó, em trái nè. Em này đẹp quá luôn nè. Ồ, đây. Ồ, đây hai trái luôn, hái luôn nè. Cái dưa leo này ngon ghê chứ nè. Để cho nó bự chút xíu nè, hái ăn giòn ngon lắm. Dưa leo chanh này bự chưa. Cái giống này hình như là giống trên nhà chị Jane này. Wow. Ui nó dài. Cái cây này đã ghê luôn. Giờ là cái cây này giống trên nhà chị Jane này. Đó. Ok ha. Cho nó bự chút nữa, ít bữa mình hái nè. Ngon quá, cái này muối. Ồ, cà chua chín hết trơn rồi nhậu. Mê không? Đã chưa? Chín đỏ, cùng một dãy. Mà đều hai loại, cái loại này là Oliger. Còn cái loại này là Beefsteak. Ôi rồi.
thương vậy? Nó nghiêng một bên tội nghiệp không? Mé bên đây là nhà biết gì không? Mướp hề ru rồi nhà. Bắp nè, nguyên dãy bắp á. Cái này là cao 4 mét luôn rồi nhà ơi. Cao trồng nhông luôn. Đó. Quá, có trái dưa leo bự nằm trên đầu luôn nè. Ôi, mắc kẹt luôn. Ôi, un un nặng luôn, thấy thương không? Ôi, đây, đây, đây. Cái này ok. Này, này cũng ok luôn. Này dưa leo rắn nè, trái dài dài nè cả nhà, nó dưa leo rắn. Cái mé này nó hay núp lùm lắm nè, có cả này núp lùm không thấy nó bự không? Bắt đầu vàng, trời bắt đầu lạnh á. Úi trời, vạch ngang ngạch vẻo mình đây. Đó. Này cả nhà biết gì không? Dưa. Đó, dưa lưới Pháp nè cả nhà. Thôi ít bữa nó mềm ăn đã luôn á. Ngọt lắm luôn á. Wow, hai trái luôn. Ô, cái này lắng o à nha. Ủa đâu rồi? Tưởng chị rớt chứ. Đây. Em đây. Ô, hai trái luôn. Này, đây này. Này dưa lưới Pháp này cả nhà ơi, được mấy trái. Cái nhà chị chủ trái bự lắm. Mình trồng trái nhỏ, mình trồng trong thùng á, chỉ trồng với đất mà đất tốt nữa. Wow, mê chưa nha. Trời ơi, mấy ông phi công lượn ở đâu mà trên trời hôm nay nhiều dữ ta. Ai cần giúp đỡ trên không hay gì á. Vườn được nguyên, nói chung là nhiêu đây dưa leo là hai trái này. Ôi, hai trái bầu hồ lô ở nhà ơi. Thành quả thu hoạch của ngày hôm nay, nguyên một rổ dưa leo. Quá trời dưa leo luôn. Mê không cả nhà. Rồi bầu bí gì tá lả mấy em đây. Rồi dưa hấu tí ho nó bên đây. Mình thu hoạch mới cần tây, đặng vô mình làm súp cho ông xã mình đó. Mình đang nấu súp gà chồng. Nhưng mà mình đang cần tây á. Cây đá cần tây vô đó. Cộng nào xài được thì mình xài, không xài được thì mình làm compost vậy đó cả nhà. Đó, thu hoạch nó chưa có lên ngọng thì mình hay bẻ đẻ đẻ vậy nè, thu được thêm lứa hai lứa nữa đó. Trời ơi, cái chị sâu nè, thấy chưa cả nhà, thấy không đó, ai nói là mình không, vườn mình không có sâu đâu, nguyên con sâu xanh luôn vậy đó cả nhà, thấy không? Chưa nói không có sâu đâu cả nhà. Quá chừng luôn ha. Nhưng mà sâu đó nó cũng hiền ha, nó không thấy nó ăn. Làm như là nó chỉ núp thôi chứ nó chưa có ăn. Nó chưa có ăn chứ không phải là nó không ăn cả nhà. Đó. Rồi. Qua cây bên đây. Cái cần này là cái lứa thứ hai Nhung Hà trồng lại á cả nhà. Còn cái lứa đầu tiên thì Nhung Hà đã tẻm hết rồi. Lứa này là sau này chị chủ chị cho một mớ cây nữa đó. Cái mình nhổ cái lứa kia, tại vì cái lứa kia nó lên ngọng, lứa đầu tiên nó lên ngọng, nhổ hết trơn cây. Con này là lứa thứ hai nè, chắc là mình hái một mớ mình lên mình tặng chị chủ. Tự chị chị tặng mình giống mà chị lại không có trồng lại, còn mình tiếc á, mình lại trồng lại. Thế giờ mình mới có cần, còn chị là phải đi mua cần tây. Nên thôi, mình ăn một nửa, mình chia sẻ với hàng xóm một nửa. Rồi còn nhiêu mình cất trong tủ lạnh, mình ăn từ từ. Rồi một mớ mình lại cho chị chủ nữa.
Đó, chị cho mình giống nên mình cho lại cây nhá. Thu hoạch cái mớ này hết luôn. Rồi ít bữa nữa cũng thu hoạch thêm được một mớ cuối mùa nữa. Đó, thêm được mớ nữa đó cả nhà ơi. Trời ơi. Cả nhà biết gì không đó. Bí ngò để bay vàng cả nhà đó. Thì cuối cùng á cuối mùa nhưng mà cũng thấy đĩa bay vàng nó xuất hiện. Tự giờ mà nó xuất hiện vào cuối mùa thôi mà nó đầu mùa mà nó ủa cái đĩa bay vàng của Nhung Hà đâu, chỉ thấy màu trắng mà không thấy màu vàng, tại vì mình ươm màu vàng nhiều lắm mà bây giờ nó mới ra trái. Ngộ vậy đó, mùa lạnh thì nó mới chịu ra nhà ơi, mùa nắng nó không chịu ra, ngộ ghê vậy đó. Tước cái này cũng thích ghê nhà ơi, kêu tạch 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 thiệt là đã. Đây một lá, trời ứa thêm một xô phân cá nữa, khoảng tầm 2 tuần sau mình thu lại tiếp. Chắc hôm nay mình cũng thu cả mẹt cần tây á nhà ơi, xong rồi đi qua thu hoạch cà chua hết cả nhà, thu một ít cải keo cho bác hàng xóm. Bác rất là thích cải keo, mình để dành cải keo cho bác. Quá trời luôn. Meli. Cái cọng này hơi xốp lạ không? Cái cây thì tốt vậy mà sao cái cọng nó xốp nha. Cái cọng bên kia nó chắc hơn. Ồ cọng này nè, nhìn cũng bự mà không có chắc bằng cái cây bên kia. Rồi xu cả nhà ơi. Công nhận nữa, mùa lạnh nó thích cả nhà ơi. Hai trái này nó vàng rồi, nó không đậu rồi. Em này cũng vàng là hết đậu được luôn. Cái nào đậu là nó màu xanh như vậy nè cả nhà. Đó. Bên đây đậu rồi nè. Đó, đậu nó bự dần nó vậy đó. Cái mé này cũng được su su ha. Cái này là vàng rồi, không được. Chỗ này đi lên là thấy su su nhiều nè. Dưới đây có trái nào không? Mấy dưới đây bữa hôm có một trái nhưng mà thu hoạch rồi. Đó, thôi bây giờ đi thu hoạch cà chua nha nha. Đâu rồi? Như trái này là hái được rồi, nó mang vô nhà chừng vài ngày là nó chín rồi nha. Mì hé. Trái đã gì đâu luôn. Năm nay là bội thu cà chua. Cà chua loại nào cũng chín hết trơn cả nhà. Chín mà đều đẹp nữa chứ. Quá trời đẹp luôn. Mê thiệt là mê cả nhà ơi. Ai trồng cà chua hái đã tay. Trồng cà chua tới mùa hái thiệt là mê luôn cả nhà. Có lúc mà mình trồng thì hơi cực. Trồng rồi phải bón phân rồi tưới nước. Bây giờ là vui nhất này nha. Giờ là được thành quả. Bao ngày mình chăm sóc nó. Trái này hư rồi để ra. Trái này. Cái lá. Này là gọi là ô. Không phải. Erliger. Đó. Trái cà chua này đúng rồi. Tên nó là Erliger. Còn cái mé cuối kia là beef steak. Là cà chua thịt bò. Này là cà chua con gái phải không ta? Early girl, girl lẫn gái mà. Hôm nay vẫn còn early girl. Qua cái cây này là cà chua thịt bò. Đó, này là thịt bò này.
Trái nó hơi khác chút xíu ha. Thịt bò. Mỗi loại cà chua nó khác nhau vậy nha. Đây cũng thịt bò luôn nè. Bự ghê chưa? Ui! Sao lạ lùng, tay đụng cái lạnh rớt là sao ta? Wow, nó nứt hết trơn luôn. Uống á. Này cho thịt bò. Đây cũng thịt bò nè. Đây cũng thịt bò nè. Trái đá hả? Thịt bò. Cà chua thịt bò trái bự ha. Nó hơi có khía cạnh chút xíu. Còn cà chua con gái thì nó tròn hơn ha. Ôi mình sợ. Giật giật hồi nó lại sụp giống bữa hôm. Bữa hôm nó sụp. Mình mới chấm lên nha. Đây nè. Lấy cái cây này chấm nè. Đó. Bên kia cũng chấm rồi. Nó sụp. Gọi là nguyên một vàng sụp luôn á. Trời ơi, mình la quá trời luôn. Nói anh ơi, cứu cái vàng cà chua. Nó muốn gãy nè cả nhà, phải không? Sụp nó muốn gãy khúc này luôn á. May không sao hết. Mừng ơi, mừng. Đã chưa cả nhà ơi? Một mẹt cần tây, một mẹt cà chua rồi đó. Dữ dằn thôi, đi qua hái bên đây. Thêm mẹt rau này nữa ha. Bạn ít cải nữa. Đây nè. Cải kheo. Xong rồi bạn mớ cải cây. Vô xào ăn nè nhà ơi. Cái này thì tặng bác hàng xóm, còn cải cây thì mình ăn. Năm nay Nhung Hà hái ít cải kheo. Mình thấy cải kheo năm nay nó không phát triển nhiều giống như năm ngoái. Năm ngoái mình thấy nó phát triển lẹ hơn á. Wow, cái cây này nó xòe đã không? Năm nay có cải cầu vồng là được nhiều nhất á. Nó phát triển từ đầu mùa đến cuối mùa là nhanh. Có cải kheo thì hơi chậm chút. Đã ha. Rồi. Ui, cải cây này lá bự dữ hả? Đã ha. Này vô xào ăn đã luôn nè cả nhà ơi. Trời sâu nè, thấy chưa? Sâu sâu nè. Đó, ghê chưa? Ai nói không sâu đâu cả nhà ơi. Nhung Hà thấy sâu thì bắt thôi chứ cũng không có xịt gì hết trơn cả nhà ơi. Đó, nó ăn vậy đó. Cái này là cải đuôi phụng trắng. À, cái cây. Cái cây này, cải cây của mình nè. Cái cải quay mà xanh xanh lá là hình như cải cây của nước khác. Ủa rồi xong. Picking. Harvesting. Red mustard. Có Jerry come down get some vegetable? Red mustard? This green mustard. At over here it's red mustard. Ông xã anh hỏi em đang làm gì? Ý là đang thu hoạch cái gì đó. Anh nói mình đang hái cải, cải đỏ và cải xanh. Mình thích cải cây lắm. Mình trồng cải cây nhiều, mình thích ăn cải cây á. Chứ mình hay đơn giản lắm mà chị. Bỏ ví dụ mình nướng thịt rồi gì, mình lấy cái này nè, mình bỏ một xíu dầu vô, bỏ một xíu bột nêm, xong cái mình đảo qua đảo lại, cái có một dĩa ngồi ăn chung với lại thịt nướng hoặc là thịt kho hoặc là thịt luộc, chấm nước mắm, trời ơi nó ngon. Đơn giản vậy thôi nhà ơi, mà nó ngon lắm, mình thích vậy. Nên là mình rất là thích ăn cải cay nữa, mình trồng quá trời luôn. Cải đuôi phụng thì mình nấu canh. Trời ơi cái lá này bự chưa. Hạnh mở rồi đi, lát nữa đi
tặng bạn chị Hàn Quốc á. Chị mới gọi nó Nhung ơi, xuống lấy trứng về ăn. Thì chị nói xuống lấy trứng nên là mình ra mình chị với lại chồng chị rất là thích ăn cái cải này nè. Nên là mình hái một nửa mình ăn rồi một nửa mình tặng bạn. Đó. Đổi trứng về ăn nè nhà ơi, trứng organic. Đổi rau lấy trứng. Trời ơi, cái hoa bên đây đẹp dữ dằn luôn rồi nhà ơi, đây nè. Màu tím đẹp tuyệt vời không? Cả nhà biết cây gì không? À, cái gì xá xỉ á? Mùi giống xá xỉ á nhà. Lá mè Nhật á cả nhà. Đó, đẹp không? Bên đây có mấy trái dưa leo, đi lụm dưa leo rồi nhà ơi. Tặng chị Hàn Quốc mấy trái dưa leo. Bây giờ hết dưa leo rồi. Cuối mùa lá vàng chừng. Được trái nào thì mừng trái đó rồi nhà ơi. Giờ có bón phân nó cũng không có chịu nổi từ gì nữa. Dưa leo là nó thích nóng. Bây giờ bắt đầu lạnh rồi. Giờ chỉ có su su á. Cả nhà xem su su nó tươi không? Su su nó khoái lắm luôn á. Dưa leo thì tội nghiệp. Nắng thì su su không thích lắm là sao nhà ơi. Mình thấy nó không phát triển bằng nha. Thì đây hái nhà... hai em này nè. Bí ngồi đĩa bay vàng cả nhà ơi đó, đẹp ha. Thương không, vô rổ luôn. Cái loại này sao mình thấy nó bự nữa nên thôi mình hái luôn để cho nó ra trái khác. Từ trước mình thấy nó cỡ như đây, bữa giờ không thấy lớn luôn á. Đi qua mấy cây chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ tặng Nhung Hà xem nó bự chưa. Chưa bự à nhà ơi, nhưng mà có hai trái nè bên đây nữa nè. Ô sao nó ra màu trắng vậy ta, nó nhẽ ra màu vàng đó đúng chứ. Đi qua mấy dưa leo này xem, thấy có một trái nè. Giờ là đi mót dưa leo rồi nha ơi. Giờ nè, dưa leo ngừng phát triển rồi. Lá vàng hết trơn rồi. Eo út hết trơn. Tội không? Không trái nổi nữa rồi. Được trái nào thì mình gom trái đó thôi. Núp lùm. Có ngoài này thấy có màu xanh đẹp không? À, đây. Thôi đi hái bầu tí hon nè cả nhà ơi. Ý dưa leo. Đây bầu tí hon. Đây nữa. Đi leo. Đây có trại bầu tí hon nữa cả nhà. Cả nhà xem lá nó vàng trừng rồi đó. Em bầu tí hon nữa nè. Hết chưa? À đây, có thể bầu tí hon nữa. À, đây em nữa. Ôi, sao ngon lắm rồi nhà ơi. Sao ăn giống dưa leo quá. Mà già vậy đó, cũng ngon. Hôm nay làm cái tay mình bị gì á nhà ơi. Đụng vô cái gì nó rớt cái đó, lạ quá. Nó không có độ ma sát chị á nhà. Đây nha. Ồ, hôm nay bầu tí hon rất là nhiều chỗ này luôn á. Đây em nữa nè. À, trong đây có một trái nữa. Đó, rớt nữa đó cả nhà. Quá trời luôn.
Một em dưa leo núp lùm, một trái dưa lưới pháp. Cái này hết rồi đó, hết trái cái mé này rồi. Đây cả nhà ơi, thành quả thu hoạch của Nhung Hà ngày hôm nay đây. Một bẹt cà chua, bầu tí hon, dưa leo, cải, cải kheo, cần tây. Đây cả nhà xem nè. Wow, khổ qua nè. Trời ơi, thương chưa cả nhà ơi. Đây, trái củ quả nè, siêu to, khổng lồ của vườn Nhung Hà cả nhà. Thì chắc cũng được vài trái để mình hái đi cho mấy cái em này nhỏ nhỏ nè, em lớn cả nhà. Đây là mình thấy mấy trái này nó cũng rất là to rồi dài đó. Trời ơi, đã chứ cả nhà ơi. Thì chắc là mình sẽ hái đi rồi. Không, hôm nay 1, 2, 3, hai em bên kia nữa là 5 á cả nhà. Đây nè, đã chưa. Ôi, trái mê ơi là mê luôn cả nhà ơi. Đó, đây. Trời ơi, đi qua bên đây thấy ớt nó đỏ hết trơn luôn. Hái vô đủ bỏ ngăn đá cả nhà. Này là ớt Hàn Quốc, bữa hôm á mình tưởng cái ớt này không cay, cho mình thấy cũng rất là cay luôn rồi nha. Ớt Hàn Quốc cay rồi nè. Đỏ hết trơn rồi. Để dành cái mùa đông á, Nhung Hà làm video á, có nước mắm á cả nhà. Có chị này là ok. Tại vì mình để trong ngăn đá, trời ơi được hoài, ăn hoài luôn rồi nha ơi. Nó cay như thường à, nó không có bớt cái độ cay miếng nào hết trơn á. Bỏ nguyên cái này chắc bịch díp lót luôn á nha. Sang năm lại ghé chợ Hàn Quốc một cái ớt cay này nữa. Nó vừa đẹp mà nó vừa cay à nha. Vừa làm nước mắm nha, đẹp luôn. Phải trả ha. Wow. Ui. Màu đỏ sắc rực rỡ luôn. Mấy em bên đây khó hái à. Rồi xong rồi, muối dưa, ví dụ sang năm muối dưa, lúc nào dưa, đầu mùa cũng có nhiều lắm. Chắc năm nay anh cũng chia bớt, là sang năm mà muối dưa nhiều, năm nay muối được có 7 hũ. 7 hũ dưa muối, anh muối năm nay cho có lệ. Tại là còn mấy chục, ai chắc cũng phải 30 mấy, của năm ngoái vẫn còn. Mà cái hũ đó mình cứ đóng hũ vậy rồi chừng nào ví dụ mà nó mất cái hơi á, nó mất cái hút hơi á thì mình mới sợ. Còn không thì không sao hết. Nói, trời ơi, được mớ cây này bỏ vô bịch chip lót liền luôn á. Là mình để liền vô trong ngăn đá cái nó hư á, rửa sạch xong để ngăn đá. Trời được cả mớ đá ha, để cho nó đỏ một chút nữa. Trời còn cả mớ luôn á nha. Đây Nhung Hà khoe, Nhung Hà có mấy trái. Dưa gai, dưa sừng gai. Wow, trời ơi, năm nay trái bự ha. Cái trái này là trái chị Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nè, cái giống đó là chị tặng nè. Đó, trái nó bự hơn nè. Còn cái giống mấy đây là Nhung Hà trồng năm ngoái nè. Đây nè, đây, cái giống là đây, nó nhỏ hơn. Đó. Nó hai loại nhà ơi. Loại này Nhung Hà trồng nè. Một cây bí đại từ teo nè của Nhung Hà. Còn cái này là giống của chị Vinh tặng, trái bự ghê luôn. Trời ơi, trên đây nữa nè. Wow. Mà năm nay sao được có hai trái ta. Đây có trái nữa. Thương chưa. Bên đây trái nữa. Đây em đây. 4 trái đó. Bên kia trái 5, 6. Ok la he. Ok. Trời mừng quá à. Nhưng mà nãy mình cũng thấy có mấy trái nên là thôi xách cái giỏ đi tìm chị. Lá vàng vậy rồi mà vẫn còn trái ấy. Ôi, cái thò cái tay vô đây rồi sao lấy ra đây. Ok.
trên đây. Ôi, hai trái này ngon vậy. Đã chưa? Dưa la he. Ồ, thế con em đã chưa? Trời, cuối mùa vẫn có dưa leo đẹp dưới đó. Có em này đèo đây nè. Rồi nó vàng lá hết trơn rồi đó. Thảm ha, đầu mùa nó xanh tươi, cuối mùa nó vàng hết trơn. Vậy mà cũng cố gắng cho mình được mấy trái dưa leo. Dưa leo chanh đó cả nhà, đó. Được một vỏ. Ở đây con trái. Ô, cái này là dưa. Úp. Trái này bự chưa? À, bầu chứ. Bầu. Bầu tí hơn cả nhà, xào ngon lắm. Trời ơi, con trái dưa leo này bự dữ à. Đèo. Em đèo. Dưa à, bầu. Bầu cả nhà ơi. Bầu tí hon. Mình phát hiện ra một em núp lủng đây. Đó. Ôi ôi, ngon chưa? Ôi, trái này già rồi. Trời ơi. Wow, ok la. Rồi bây giờ đi vô vườn tìm bí ngòi cả nhà ơi. Đây, em bí ngòi này ok nè. Đã, em đã bự chút. Trời, wow. Wow, cái em bí ngòi này đã siêu to luôn. Trái bí ngòi này đã ha. Bự là bự luôn nè. Quá mê luôn. Đầy trái nè cả nhà. Cuối mùa mấy em cũng cố gắng cho chị mấy trái bí ngòi ha. À, đầy trái nữa, đầy trái. Wow, trái đây cũng bự dữ à. Cái la. Ôi, trời ơi, bốn trái bự chà bá luôn. Em Hà cắt một ít cải đuôi phụng cả nhà ơi, vô xào ăn ngon quá. Đó. Hay là mình cắt mấy cái trắng trắng ngoài chừa cái giữa lại ta. Vậy đi ha, để cho nó rạt cái mới ha. Đây, Nhung Hà cắt thêm mớ đây nữa cả nhà ơi. Xong rồi đi tới nước, tưới phân vô cho nó ra nữa. Hy vọng nó ra nữa. Mình muốn cắt khô không vậy để mình bỏ tủ lạnh để được lâu cả nhà. Hoặc là mình để đông đá rồi đó. Mình tính là để đông đá một mớ ạ nhà ơi. Luộc sơ qua đó, xong rồi để đông đá một mớ. Đặng mùa đông có ăn ạ nhà. Chưa gần tới đông rồi. Nhà xem này, cải đuôi phụng đỏ bên đây đẹp không? Wow, cho cây nào cái nấy nó bự cho bá lửa luôn rồi nha. Ôi, mê không? Quá đã luôn. Thôi bây giờ mình cắt hết này vô xào ăn. Cắt cải à nhà ơi, lâu rồi mới được cắt cải ha. Nó chừng ha. Hy vọng nó lên nữa cho Nhung Hà ăn được lớn nữa ha. Rồi nó non thiệt là non mà nhỏ ơi. Wow. Mê quá.
nói hả, mùa hè thì rau ăn không hết, mùa đông không có rau để ăn cả nhà. Mùa đông á, chạy tơn hơn một tiếng đồng hồ á, mới có rau mua. Mấy cái rau này ở chợ châu Á cũng bán mùa đông mắc lắm. Chắc họ cũng nhập từ qua cái tiểu bang khác mang qua, chứ mùa đông bên đây nếu mà có nhà xanh chắc là cũng trồng được á. Mình nghĩ là sang năm mình gù ông xã mình mua cho mình cái nhà xanh đó cả nhà. Cái mình trồng này trong nhà xanh ha. Trời ơi, nó non mương mướt luôn cả nhà, thấy mê không? Wow, đã quá. Non ơi là non. Thơm mùi cải, thơm mùi cải cay. Rồi cái này bỏ xíu dầu ăn, xíu tỏi lên ha, xíu dầu hào, xíu bột nêm là xong rồi đó. Nhưng mà hãy ăn kiểu vậy á. Ủa cái bụi này nó đã ghê á, có một bụi mà nó bự chà bá luôn á trời. Mê ghê. Một cây một á, một nắm vậy luôn cả nhà. Wow. Còn nói là cái cây này cải đậu phụng này nhiều chất dinh dưỡng lắm cả nhà. Nên là cả nhà có mua được cái cải đậu phụng này về trồng ăn cả nhà ơi. Nhiều vitamin xanh lắm, ngon. Trời ơi. Này chắc vitamin tím. Này vừa tím vừa xanh cả nhà ơi. Ôi, cây nào cây nấy cũng tốt dễ sợ luôn. Phải chi năm nay ông xã anh mua cho mình cái nhà xanh. Giờ này mình gieo cải trong nhà xanh rồi. Trời ơi, cả nhà thấy mê không? Đó, wow, được cả rổ luôn. Chắc mình chạy xuống mình tặng cho chị bạn Hàn Quốc một nửa, còn Nhung Hà một nửa. Tụi chị rất là thích ăn cái cải này nè. Hey, cả nhà ơi, Nhung Hà thu hoạch được khổ qua, ớt, bí ngòi, dưa leo và cải cả nhà. À, cũng cả mớ ha cả nhà ha. À, cuối mùa đi móc móc mỗi thứ ít chỉ cả nhà.